Ngô ba này, ba này, ba này, giỏi 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 Chịu. giỏi giỏi đây đây ba này ngon. Trời ơi, nhí mắt nó đá đông nghi để ta. Xấu gì? Xấu quá, xấu quá. Đẹp quá. Ba này. Bây giờ bông thì cô đang bông chứa, đứng hỏi con chứ tâm ơi. Chứ tâm à. Sao không cười cho người ta? Nhìn nó bắt đầu. Nó mặt mọt này giống ai không em giống tôi hả? Giờ bắt đầu biết thế nào. Không biết giống ai gửi cho anh Thảo hả? Anh Thảo lại liền. Tập một bệt nó bát rồi ha. Thằng này giống mình kia có nhiều hơn thành tạm nhất của Bắc không à. Bà bầu đây ngồi uống chứ không? Tập của bà tập gì vậy? Gì? Nó là bậy. Ông ấm đấy, bà cùng có bà đâu. Có hai lửa rồi. Cứ về cho bà đế tư, hỏi giống mặt luôn. Ừ. Mũi nó mới lên. Cái lỗ mũi nó mới xẹp lên nè. Khi chị ta mơ cười à? Chị ta mơ. Chị ta mà không cười luôn. Mũi, mũi, mũi. Mũi đâu? Mũi đâu? Thằng này dắt mà. Nè, cái tay nó vuốt bằng nhà. Bằng nó dắt bằng mắt mà. Đó, bây giờ, đâu có anh Tám. Mấy giờ cha? 4:30. Nó trâu chuồng vậy ta. Giờ nó trâu về rồi. Dạ. Nói chung đẻ tối rồi. Giờ này nó đẻ rồi thật không? Dậy lúc 4:30. 4:30 chiều. Chuyện ra kìa, chuyện mấy em kìa. Đưa ra bây giờ. 4:30 chiều. Ở đây 1 giờ. Còn cho mấy rồi. Đưa ẩm mấy mổ xong ra kìa. Chị năm thì 6:30. Gì? 6 giờ mấy? Em bé đẻ ra, mổ ra là 4:30 ba. Bé rồi. Là được ngày 31/8. Thì ngày 21, ngày là ngày 23, 24 mà gì. Đi qua ngày mấy nhá. Nhớ không xong ghi vô đó tờ cái giờ đi. Ngày 31. 21. 31 là dưới nhà. Ba tính là dữ. Bữa nay mấy mình là chị? 32. Không, không tính này trên. Anh, chị. Bữa nay ngày mấy mình này? 24 là ngày 23. 25 là ngày 24. 4:30. Ngày 24, 4:30. Đi vô nhớ. Đẻ con là mấy nhớ. Để giờ nó ra với bà luôn rồi nhớ. Con đẻ cái nhớ cho nè. Bà cũng chết luôn. Chiều qua mổ hôm qua đó. Mổ hôm qua đó. Đứa này lớn đẻ nữa. Thôi nghỉ rồi. Tao cũng ngồi. Đi ăn nơi đẻ. Tiếp tục tiếp gái. Anh ơi em chứa nha con. Em chứa nha. Nha. Nha đại ca. Rồi xong chút nữa rồi. Cửa thằng bà thay đồ khái nam ra đường hết nha. Không đâu mẹ. Dạ. Ông này ngồi vợ ông ở đây. Vợ thay đồ đi rồi xong rồi vợ ông thay đồ thì ông ở đây. Đây là ông lợi. Ủa? Là ông lợi là sao vậy? Không nổi. Ủa? Dữ cô. Một kỳ có dữ cô. Cái khăn đâu rồi? Mẹ nó đỏ con nữa, bụi con đâu. Dữ cô. Ôi, từ từ. Từ nó tiếng nó cục quá. Thì chúng ta cái thì mày nứt ra cái tay. Uống xong chiều. Nó thịt mà thịt lòng bà. Thấy không? 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 Bà hai đi đồ đi phơi hay gì chờ. Thôi đi dọn em làm nhà. Có lên đó rồi. Chiếm 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 rồi. Rồi sát vô. Nghe chốc chốc không nghe không?
nhìn ông kìa, liếc ông đó. Nó tao đang bú á kìa. Tao quen bà nó dày. Bà nó mà nó ngứa bụng thấy mẹ luôn rồi biết ngứa. Hải pha nó đủ hết. Đồ nó cho ông ông. Đồ nó cho ông ông. Cái chán nó giống gần kìa quá. Chứ không cho. Sao giống tao. Cái gì mà nó giống kìa trời thường chứ. Cái bắt nó ngang cá luôn rồi. Mặt mày mệt rồi, nó giống gì mà hạnh. Trong mũi này cao á. Nhìn đâu kìa kìa. Cười kìa. Nhìn cười kìa. Nó cười không? Thằng anh nó bự con á. Viên viên đi cho nội tới dạ, hả? Bé chị, dạ. Bé chị Tâm nè. Chăm dễ thương quá nè. Dường lắm á. Dạ chân lắm nè, cưng lắm đó. Gái rồi đó. Gái đó. Gái cây hai. Bởi không? Người ta nói chuyện bú thì bú được nhìn nhìn kìa. Làm gái thì gái đó. Bởi ông cô. Để nữa. Trời. Hỏi vợ chị đẻ nó không em? Cả 3 giờ sáng bắt tôi nhìn nè. Hỏi vợ thì chị đẻ không em? Thức sáng là mềm rồi đó. Bây giờ hỏi là không chị đẻ nậu. Dạ anh nghĩ không anh. Dạ anh không trai gái nữa hết nãy. Thì qua kêu không bệnh, anh bệnh không được á. Tại mình không bị gì ta không bệnh đó. Đây nữa nè. Tôi gặp ông khám thôi không kì. Thì qua nó là hay đặt vòng đi. Không được luôn. Tiền sáng không được, hay đặt vòng đi. Không được thì thôi đẻ. Cũng hiểu được người không được, mà đẻ luôn. Em, nhà con không có gì người ta. Không. Có tên là con. Sao mình năm, bãi nha? Mà một năm chưa được lần không? Như mình á, năm mới có lần. Sáng mình không được. Không có như mình, không có biết. Ừ. Tóc mới một bạch quá, muốn ba nó bạch. Cảm ơn Thảo Bình Quân cô bác luôn nha. Ở thời gian có giúp đỡ cho gia đình của nhà, nhà của con. Cảm ơn Thảo Bình Quân lớp 1990 luôn. Thì cũng nhờ cái an tình của anh Thảo Vlog cùng với Mạnh Thường Quân đã thương cho gia đình nhà Tám, thì Tiên xin chân thành cảm ơn tất cả quý bà con trong nước và ngoài nước. Chị qua đâu tắm đó nè. Chích ngừa viêm răng bê. Em muốn cái cân quá hả? Đầu qua tắm để mấy ký nói. 2.8 bà quý bà này cứ áp à. Ừ, em bé 2.8. Ông con trai ơi, mà ông thương người ta nữa. Bà bố ơi, đau nó bà ấy đó. Đợi cái nó lại coi. Coi về coi sau nha. Tới gần kia nữa. Ngước nhìn rồi. Nhiều chuyện. Ừ. Rồi, đúng. Chào, téo lấy cái mặt ta luôn bà. Kêu ấm lên con ở nha. Mở cho em bú xong mà ấm em lên gì nè. Ừ. Ấm gì nè. Nè, ấm xong gì nè, cái tay này nè, tay này nha. Ừ. Nè, chỗ gì nè. Đi đâu mà dẫn chơi vậy? Hả? Nhớ chậm. Về nhà, nếu về nhà thì bà làm, ông làm, ông có biết. Về đó hả? Về không ở đây hả? Ở đây cũng từng lối như vậy, nó như vậy. Để mà có đi toilet thì chị không làm. Ừ. Tưởng bỏ đi về nhà chứ ơi. Trời ơi, để gì? Cũng không có, sao không có ông chỗ này rồi, nếu gì thì cha ôm đứt chạy. Không, ta cũng còn nha. Ừ. Để dẫn cho họ. Mình đang với mẹ đó. Hết mẹ nó nghe không, nghe không, nghe cái gì không, nghe gì không? Ở đó đã nè, đã ở đó nó trắng nè, nó đen nè, cái mặt ta nè, thấy không cô bác? Chào chú Thảo đó con, chào bà Tư đi,
Chào chú Thảo, chào bà Tư đi con. Chào chú Thảo, chào bà Tư. Ỉa rồi. Ỉa đâu rồi? Tụt. Có mày đứng quay, ỉa. Tiên cũng rất là cảm động. Cái ân tình của anh Thảo cùng với mạnh thường quân trong nước và ngoài nước. Rất là cảm ơn quý vị. Đâu có lẽ không? Không, tụt.